Cát Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Gặp Thầy Giỏi Được Thuốc Hay. Chương trình được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, ông cha ta ngày xưa có nói hàm răng mái tóc là gốc con người. Tuy nhiên với cuộc sống vội vã ngày nay thì chúng ta đôi lúc có quá nhiều áp lực trong công việc mà khi mà bị stress, bị căng thẳng thì nó sẽ ảnh hưởng đến mái tóc của chúng ta rất là nhiều. Nó có những tình trạng như là tóc sẽ rụng nè, rồi rụng thưa dần, thậm chí là hói đầu luôn, kể cả nam lẫn và nữ. Như vậy thì khi gặp những tình trạng như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với phần 1, đó là hiểu đúng chữa hay, qua sự tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng, khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Cát Tường xin chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào MC Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Và ngay bây giờ nếu như quý vị có những thắc mắc gì về những cái căn bệnh với những cái tình trạng như là rụng tóc, hói đầu hay là tóc bị thưa thì quý vị hãy gọi điện thoại trực tiếp đến số hotline của chương trình để được tư vấn một cách tận tình quý vị nhé. Và Cát Tường cũng xin cảm ơn nhãn hàng Max Hair đã đồng hành cùng với chương trình. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, Cát Tường xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với nhân vật, đó là chị Nguyễn Thị Thủy đến từ Nhân Trạch, Đồng Nai. Khi tìm tới nhà chị Nguyễn Thị Thủy, 52 tuổi ở Nhân Trạch, Đồng Nai, chúng tôi không khỏi bất ngờ với ngôi nhà xanh mát rợp bóng cây. Thế nhưng trái ngược lại với sự tươi tốt của khu vườn, chị Thủy lại đang rơi vào tình trạng héo mòn vì mái tóc rụng nhiều, sơ xác và chẳng còn chắc khỏe. Từ 4 năm nay, chị Thủy không còn cảm thấy tự tin với mái tóc dài bóng mượt ngày nào của mình. Thay vào đó, mái tóc chị rụng nhiều đến nỗi hói thành xoáy tròn trên đầu. Tôi là Nguyễn Thị Thủy, hiện đang ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi năm nay 53 tuổi. Tôi thì làm về bên thương mại, làm về công ty chuyên về hương liệu. Năm 2017, do là nhà có chị gái bị bệnh, thế là chị mất. Thì là sau khi chị mất thì bắt đầu là tôi có hiện tượng tóc rụng nhiều, kiểu như do suy nghĩ nhiều, suy nghĩ và kiểu như là cũng mất ngủ. Kể từ khi mất đi người chị gái thân yêu, chị Thủy suy sụp tinh thần, rơi vào trạng thái khủng hoảng chưa từng có. Đối diện với sự mất mát ấy, chị Thủy như mất đi phương hướng, ngày ngày gặm nhấm nỗi đau, những đêm dài trong mắt thức trắng. Cho đến khi nguôi ngoai, chị mới giật mình hoảng hốt vì mái tóc đã bạc đi nhiều. Sau đó là những chuỗi ngày, ở đâu cũng là tóc. Thì là tóc rụng rất nhiều, mỗi lần chải đầu hoặc là vuốt tóc này thì thấy tóc nó rụng, hiện tượng tóc nó rụng quá nhiều. Lúc đầu thì mình còn không thấy, nhưng sau đến khi soi gương nhìn thì bắt đầu thấy cứ từng mảng này, nó cứ rụng theo hàng xoáy tròn ở trên đầu, ra thấy tận da đầu. Dậy chải đầu là thấy nó rụng cũng nhiều, nhất là sáng nào mà quét nhà thì thôi thì thấy tóc rụng rất là nhiều. Gội đầu thấy cứ hàng búi, có khi làm một ngày không dám chải đầu. Suốt những năm sau đó, chị Thủy như gặp phải cơn ác mộng, mà cho dù có dùng biện pháp nào đi chăng nữa, từ thuốc kích thích mọc tóc cho tới đổi dầu gội đầu hay uống thuốc cũng không thể giúp chị thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Tóc nó rụng thì cứ ai nói sao thì tôi nghe như vậy. Dùng các loại rồi, dùng cả khế, còn gội cả bột kết, nhưng mà cũng không thấy cải thiện. Đi khám ở bệnh viện da liễu thì bác sĩ cũng bảo cái này, cũng nói chuyện như vậy thì bác sĩ bảo đây là cũng là một cái bệnh tâm lý. Do suy nghĩ nhiều, nó bị stress. Thế thì bác sĩ cho thuốc uống rồi thuốc bôi. Mái tóc đen dài, óng mượt thời trẻ, từng là niềm tự hào của chị Thủy, nay chỉ còn là mái tóc lơ thơ, sơ xác. Tóc nó rụng quá thì cái tâm trạng rất là buồn và ít dám đi đâu lắm. Tại vì tóc nó thưa, nó hói thành lơ thơ tóc rồi. Mỗi lần gội đầu nó hàng búi tóc là bắt đầu sợ. Cái lúc mà nó rụng tóc nhiều, lúc đó tôi chỉ mong rằng là tóc tôi đừng rụng nữa thôi, chứ không nghĩ được là để mong cho nó mọc ra nữa, tại nó đừng rụng nó ra là thấy hạnh phúc rồi. Vẻ tự tin ngày nào cũng dần biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, chán chường không thể nào che giấu trên gương mặt. Từ đó chị ngại chụp ảnh, ra ngoài chơi với bạn bè chị cũng ngại, suốt ngày ở nhà nên càng buồn hơn. Không thể chần chừ hơn được nữa, chúng tôi ngay lập tức chuyển trường hợp của chị Thủy tới chuyên gia để cùng tìm giải pháp giúp chị vượt qua cơn khủng hoảng vì rụng tóc, hói đầu.
Thưa quý vị, với cái đoạn phóng sự vừa rồi thì chị Thủy chia sẻ cách đây khoảng 3 năm thì chị Thủy đã vượt qua một cái giai đoạn stress rất là trầm trọng khi mà người em gái của chị bị mất qua một căn bệnh ung thư quái ác. Và từ lúc đó thì chị bắt đầu có những cái triệu chứng là bị rụng tóc và thậm chí là hói đầu luôn. Thì Tường xin hỏi bác sĩ, có phải là cái stress hoặc là căng thẳng như vậy thì nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là rụng tóc hay là hói đầu hay không ạ? Dạ, thì stress, căng thẳng thì đây là một những nguyên nhân thường gặp nhất nó gây ra cái tình trạng gọi là rụng tóc, đặc biệt là ở những người phụ nữ. Thì người ta thấy rằng là khi mà stress căng thẳng thì lúc này cái sự hoạt động của nang tóc ở trên bất thường, thì cái cơ chế thường gặp là do khi mà người ta căng thẳng thì lúc này cái lưu lượng máu nó được giống như là được luân chuyển đến cái da đầu, luân chuyển nuôi dưỡng những sợi tóc, lúc này nó sẽ bị sụt giảm. Và với một cái tình trạng sụt giảm đột ngột mà có thể kéo dài trong cái thời gian, lúc này nó sẽ làm cho cái yếu tố dinh dưỡng của sợi tóc nó sẽ bị kém lại, và có thể nó gây ra cái tình trạng rụng tóc, và nó có thể dẫn đến cái tình trạng hói đầu. Ngoài ra thì khi mà cái độ tuổi nó kết hợp thêm vào, ví dụ như cái độ tuổi của chị Thủy nó rơi vào độ tuổi gọi là tiền mãn kinh. Yeah. Tiền mãn kinh và nó gần tới cái giai đoạn mãn kinh thì lúc này cái hormone nội tiết của chị nó cũng xu hướng nó sụt giảm đi, và nó sẽ làm gia tăng cái độ hoạt động cũng như cái nồng độ của hormone là dihydrotestosterone hay gọi là hormone DHT. Thì cái hormone này khi nó gia tăng nó sẽ làm cho yếu tố gọi là tác động đến cái nang tóc ở da đầu, và nó làm cho cái sự tiết bã nhờn nó diễn ra càng lúc càng nhiều, và nó làm giảm cái mức độ hoạt động của sợi tóc lại, nó làm giảm những cái dinh dưỡng của sợi tóc. Và nó khi kết hợp thêm với cái tình trạng stress vừa nói ở trên thì hai yếu tố này sẽ làm cho dinh dưỡng sợi tóc càng lúc càng sụt giảm, nang tóc bị teo lại và nó gây ra cái tình trạng rụng tóc. Dạ, thưa bác sĩ, như chị Thủy chia sẻ mà tôi nghĩ rằng là nhiều chị em phụ nữ mà nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng là rụng tóc hay là muốn hói đầu luôn thì chắc chắn là ai cũng rất là stress, rất là căng thẳng và lo lắng. Thì thường như vậy thì ai chỉ cái gì sẽ làm cái nấy. Thì chị Thủy cũng đã sử dụng rất là nhiều cái biện pháp, từ là thuốc để thoa bên ngoài cũng như là uống vào bên trong vân vân, để cải thiện cái tình hình rụng tóc của mình. Như vậy thì nhưng mà tình trạng cũng không có đỡ. Thì theo như bác sĩ thì với cái tình trạng này thì chúng ta nên sử dụng cái thuốc thoa bên ngoài da hay là uống vào thì nó sẽ có hiệu quả hơn ạ? Để mình hiểu rõ được cái sự mọc tóc thì trước hết mình sẽ phải nói sơ qua về những cái chu trình của một cái sợi tóc nó mọc lên như thế nào. Yeah. Thì một sợi tóc nó sẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gọi là anagen, gọi là giai đoạn phát triển của sợi tóc. Thì gần như 85% những sợi tóc trên da đầu mình nó sẽ nằm ở cái giai đoạn này. Thì đây là cái giai đoạn mà sợi tóc nó sẽ phát triển về cái chiều dài. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gọi là catagen. Giai đoạn catagen này mình có thể hiểu nôm na nó là giai đoạn mà sợi tóc nó sẽ gần như nó nghỉ, nó ngừng phát triển, và lúc này nó sẽ chờ cái thời gian để nó rụng đi. Những cái nang tóc lúc này nó sẽ bị có xu hướng teo nhỏ lại. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn telogen. Giai đoạn telogen là giai đoạn mà sợi tóc lúc này nó đã gần như nó đã chân tóc đã tiêu biến gần như là hoàn toàn. Dạ. Và lúc này nó sẽ được rụng đi. Dạ. Và lúc này da đầu mình sẽ chờ để bước sang một cái giai đoạn anagen mới, là cái giai đoạn phát triển của cái sợi tóc. Thì trong cái điều trị rụng tóc như là của chị Thủy, ví dụ như việc mình bôi hoặc là mình xịt những cái chất giống như là tinh dầu bưởi hoặc là những cái dầu gội đầu, thì mục đích của những cái chất này thì nó chỉ tác động được vào cái sợi tóc thôi, nó làm cho sợi tóc có xu hướng là nó sạch sẽ hơn, nó bóng hơn. Còn ngoài ra nó không, gần như nó không thấm được vào bên trong da đầu, do đó chuyện nó có thể nó cải thiện được cái vấn đề mọc tóc gần như là điều không thể. Yeah. Và gần như chúng ta phải điều trị bằng cái cách là mình sẽ tác động từ hướng bên trong. Thì trong Tây y hiện nay người ta đang điều trị một số cái thuốc có khả năng gọi là cải thiện được cái vấn đề mọc tóc. Ví dụ như là một cái những cái thuốc nó tác động vào cái chất là men năm alpha reductase. Thì khi cái thuốc này uống vào bên trong cơ thể, cái men này nó sinh ra cái hormone DHT á. Khi mình uống những cái thuốc này vào, nó sẽ làm giảm cái nồng độ DHT của cái da đầu lại, và nó cũng có thể làm giảm cái tình trạng rụng tóc. Tuy nhiên nó có một cái tác dụng phụ là nó tác động luôn vô cái hormone testosterone của nam giới, và nó làm giảm đi những cái chức năng, ví dụ như là giảm cương dương hoặc là giảm đi cái sự ham muốn của người nam. Ngoài ra thì một cái thuốc xịt tóc hiện nay là cái minoxidil. Thì cái minoxidil xịt lên da đầu nó cũng có thể gây giảm cái tình trạng rụng tóc, nó làm gia tăng cái tình trạng mọc tóc lên. Tuy nhiên khi phụ nữ sử dụng cái thuốc này, có thể nó làm ngoài cái tình trạng là nó gây mọc tóc ra, nó có thể làm gây tình trạng rậm lông, nó làm mọc ra những cái sợi lông mình, những cái vùng mình không mong muốn, như là ria mép hoặc là những cái vùng lông khác. Thì do đó một cái số thuốc Tây hiện nay nó có những cái tác dụng phụ quá nhiều. Bên cạnh cái tình trạng mà nó cải thiện cái tình trạng rụng tóc, thì người ta có xu hướng
là kết hợp thêm với một số cái thảo dược uống. Thì khi ta sử dụng những cái thảo dược này có thể nó làm, nó cũng cải thiện được cái tình trạng rụng tóc. Tuy nhiên thì cái sự an toàn của nó là cao hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Như vậy thì với trường hợp của chị Thủy á, thì thường thấy là khi mình biết được cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng rụng tóc của chị là do là mình bị suy giảm nội tiết tố khi vào cái tuổi là tiền mãn kinh đúng không ạ? Và những cái nội tiết tố giảm thì nó gây tăng sinh cái hormone DHT như bác sĩ vừa chia sẻ, và căng thẳng tâm lý nữa thì tóc cũng rụng nhiều, thậm chí là rụng thành từng cái mảng, hoặc là nó hói luôn và nó không có mọc lại được. Như vậy thì hậu quả của chị là bị hói, có cái phương pháp nào để có thể khắc phục được cái tình trạng này không ạ? Thì một trong những cái phương pháp nó có thể nó khắc phục được cái tình trạng rụng tóc đó là mình làm giảm cái hiệu quả hoạt động của cái hormone dihydrotestosterone đi, yeah, bằng cách là mình có thể mình sử dụng một số cái thảo dược, thành phần thảo dược nó có một số thành phần ví dụ như kẽm hoặc là cái eraquinin. Thì đây là hai cái chất nó có thể nó làm điều hòa cái sự hoạt động của hormone DHT lại, nó làm giảm cái sự hoạt động của DHT tấn công vào cái nang tóc và do đó nó làm giảm cái tốc độ rụng tóc. Ngoài ra thì mình có thể mình kết hợp thêm với một số cái thành phần khác, với đặc biệt là cái thành phần polyactive. Đây là cái thành phần gọi là mới hiện nay, nó được chiết xuất từ cái mầm gạo Nhật Bản. Nó sẽ làm tăng cái tốc độ mọc tóc của mình lên khoảng hơn 60%. Nghĩa là tương đương với việc là mình sử dụng với cái thuốc xịt tóc minoxidil như hồi nãy mình đã trình bày ở trên. Và khi mình kết hợp polyactive, kết hợp chung với hai cái thành phần là kẽm và cái thành phần eraquinin, nó sẽ kết hợp thành một cái bộ ba mà nó sẽ có gồm hai công dụng. Thứ nhất là nó giảm cái tốc độ rụng tóc lại, giảm cái sự rụng tóc, đồng thời nó làm gia tăng cái tốc độ mọc tóc lên. Và khi mình dùng một thời gian lúc này thì cái sự gia tăng của những sợi tóc trên da đầu mình nó sẽ được cải thiện rất là đáng kể. Ngoài ra thì mình có thể mình kết hợp thêm với một số cái chất khác, ví dụ như vitamin hoặc là những cái thành phần axit amin, rồi những cái vitamin B5, rồi vitamin A, cũng như là hoặc những cái hoạt chất chiết xuất từ cái hạt thủ ô đỏ. Thì lúc này nó sẽ làm những gia tăng cái chất lượng của cái sợi tóc khi nó được mập lên. Nó sẽ giúp cho sợi tóc mình nó được đen bóng và nó mượt mà hơn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mark He phiên bản mới bổ sung tinh chất polyactive từ mầm gạo Nhật Bản, hỗ trợ tóc mọc chắc khỏe hơn và giảm nguy cơ rụng tóc cho cả nam và nữ. Mark He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mark He phiên bản mới bổ sung tinh chất polyactive từ mầm gạo Nhật Bản, hỗ trợ tóc mọc chắc khỏe hơn và giảm nguy cơ rụng tóc cho cả nam và nữ. Mark He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ rất là bổ ích của bác sĩ ạ. Hy vọng rằng tất cả chị em phụ nữ chúng ta mà ai đang có những cái tình trạng rụng tóc hoặc là rụng rồi hói đầu luôn thì chúng ta đừng có lo lắng nữa. Chúng ta có thể thực hiện theo những chia sẻ của bác sĩ để cải thiện tình trạng rụng tóc của mình quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin mời quý vị quay lại với phóng sự để gặp gỡ chị Thủy xem là cái tình trạng mái tóc của chị Thủy có được tiến triển gì hay chưa. Đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ, chị Thủy tỏa sáng như được trở lại tuổi xuân thì. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên và ấn tượng nhất chính là mái tóc đen dài, mượt mà và phong thái tự tin trong từng hành động của chị Thủy. Sau bao nỗ lực và cố gắng, chị Thủy vui mừng biết bao nhiêu khi đã có thể tìm ra phương pháp lấy lại mái tóc chắc khỏe chị hằng mong ước. Sau khi tìm hiểu, tôi thấy thành phần của nó là có kẽm, là cặp nicotine và polyactive có trong mầm lúa gạo của Nhật, thì tôi tin tưởng nó mà tôi dùng đều đặn, thấy hiện tượng tóc nó cũng đỡ rụng hơn, thấy bắt đầu là tóc con nó mọc lên, tóc nó tốt trở lại, xanh trở lại. Thế và cứ hay để ý những cái chỗ lốm đốm hói ấy, thấy có tóc con nó hơi lún phún lên bạc bạc nó mọc. Cái hồi mà nó rụng là không dám đụng gì đến, gội cũng không dám gội nhiều, chải không dám chải nhiều, nhưng đến bây giờ thì vô tư lắm rồi, gội đều đặn mà tóc cũng đẹp. Bây giờ thì mình tự tin hơn, vui hơn và kiểu như không có nghĩ gì đến nó nữa, là đến cái chuyện coi như là nó là trở lại sinh hoạt bình thường. Mái tóc mọc trở lại, đen hơn, dày hơn, với chị đó là niềm vui không thứ trang sức nào thay thế được. Chị tự tin ra ngoài, tâm hồn cũng vì thế mà rộng mở, nhẹ nhõm hơn. Hơn lúc nào hết, giờ đây chị Thủy cảm thấy mình thật may mắn khi thoát khỏi cơn ác mộng rụng tóc, hói đầu sau ngần ấy năm chung sống.
nhìn phong thái tự tin, trẻ trung của chị Thủy, chúng tôi nhận ra một mái tóc đẹp quan trọng đến như thế nào. Nó có thể mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc vô giá cho mỗi người phụ nữ. Dạ thưa quý vị, sau khi mà được nghe bác sĩ tư vấn và chữa trị phù hợp thì mọi người cũng thấy là chị Thủy đã lấy lại được cái mái tóc mượt mà của mình rồi. Các Tường xin chúc mừng cho chị Thủy nha và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ rất là bổ ích cho chương trình ạ. Và bây giờ thì các Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình và gặp gỡ MC Quang Bảo với chuyên mục Cười Vui Sống Khỏe. Max Hair hân hạnh tài trợ chương trình này.